legato mirada colanchar van dirata mu ku pompai da mina linkan ranggang pim gum honui busa ranggang nukna pim yang mbai samkro nukui na nukui na lanya pang chari de họ sơn anh alum cúc chi giang gặp duyên để phun lên bên gặp khắp yên gặp đục đi mở sang đung sập lội đêm đằng nhiều đừng bằng ala cha thái lan đung nào ta bạt rồng lần la họ sơn anh gặp nơi chụp là buôn sang tây giang buôn tây nặng đi gà chịu chàng tây huyền này sinh ngã đội bù con nục con na duyên clean sẽ xin bím dì đầy lưu sơn nặng có giá như ngã bím dì mà thò rập ngã chặt bài mà thòm tây sinh ngã như chàng lần la yêu chịu đầy luôn thùm pa nhu sẽ sân nhu chẳng rầy nhu bím gì lần là ya nhu bước sang rầy nhu mạ sân mò phiền ô căn gà rầy sẽ sân sẽ suy kênh YouTube nhu Việt Vision sân lê po anan dinh anan nhu đăng phạm xuân đăng phạm xuân sân nhu xã Ia Bar huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk nhu blo nhu mươi sân nặng ý đề gà chú chàng rể xin anh lại như lũ như lại đám tộc phản động phu lô rô lưu vong như lại sẽ xin anh rể lũ âm mò như lũ rể mự âm mò giả ô xin anh như mươi xin anh xin anh như lại tộc phản động lưu vong xin anh rể mự giặc mà dọ mà âm mò giả ô đã rể lũ có nhu sẽ xin rể lại pia sẽ như pia cần chắc rể biết à như mươi mạch xin anh sân như thâu rê jin sẽ si như lạch tộc như thâu rê một chặt giá như chẳng mút a la tập mươi chẳng rê như thâu rê một xem như nào đột tí bắc kỳ như thế ạ sẽ sân ạc đám tộc lưu vong như lấy bao giờ sân như bao lẽ nắn an nân oa mà brin jin hình nì phùng phô rô như lấy bao giờ như lấy tên này xem rất là ngại bao giờ đó oà này em oà hình lộn nhiều xem rất ngại video đó lá cờ như mươi ba lá cờ mà cõi màn như mươi ba cõi màn mà rễ bồ nếu xem rất ngại bò nịt giặc nhiều rút về bắc đi về bắc kỳ đi đâu có ai mời vào tây nguyên đâu vào đắk lắc đâu vào năm tỉnh tây nguyên đâu không ai mời đấy rồi vào tây nguyên tịch thu hết đất đai của dân Tây Nguyên, của người thường chúng tôi. Người bản địa có đất thành không có đất, có nhà thành không có nhà, từ xa xưa cho đến giờ này. Đấy, đã là từ lâu rồi. Người bản địa chúng tôi khổ nghèo là do ai? Tại ai? Tại dân Bắc Kỳ xâm chiếm hết đất đai màu mỡ Tây Nguyên của chúng tôi. Đất chúng tôi làm nương làm rẫy đã hết từ lâu rồi, từ sau năm 75 rồi. Đó, còn chỗ xây nhà dựng nhà cho người bản địa chúng tôi không còn nữa. Chỉ còn nhà với lại hoang sơ hoặc là 134 cấp cho một cái bà gì đó tại Buôn Lê Bê, phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột đã có vụ biểu tình năm 2004. Rồi sau này họ đã xây khang trang, họ làm một cái nhà rất là khá là tốn tiền. Nhưng sau đó mới đây cỡ khoảng tháng 4 bắt đầu họ đòi lại đất, nhà nước Việt Nam đòi lại đất, rồi cử một cái xe ủy, rồi một cái đoàn công an Đắk Lắk vào đó, cả tòa án, viện kiểm soát, công an, an ninh vào đó, rồi một cái xe múc nhà, quỷ nhà. Lấy gì chúng tôi? Ở người dân gốc chúng tôi tại Đắk Lắk mà không được xây nhà tại đất Đắk Lắk. Mấy người, nghĩ đi. Nếu trường hợp của mấy người như thế, chúng tôi vào miền Bắc,
lấy xe úy úy cái nhà của mấy người ở miền Bắc. Điển hình như là anh Đặng Phạm Xuân đây này. Chúng tôi úy hết cái nhà của anh ở ngoài Bắc đi. Ví dụ như thế. Mấy ông có chịu đựng được không? Hay là mấy ông cũng la làng như chúng tôi? Chắc chắn là mấy ông không chịu đâu. Tôi biết. Đất nhà của chúng tôi, rẫy của chúng tôi, nhà của chúng tôi có nhà mà biến thành không có nhà. Đó. Rẫy chúng tôi rất là thẳng cánh cỏ bay, nương rẫy chúng tôi mà biến thành không có rẫy. Là sao? Đấy, đó là cái sự lấn chiếm của người dân Bắc Kỳ đối với người trung phần cao nguyên, người bản địa chúng tôi. Điển hình như là cái vụ ở nông trường cà phê Airport, họ tịch thu từ sau năm 75. Họ nói lợi dụng hợp đồng đã mãn hạn rồi mà không trả cho dân. Dân đòi lại, dân làm đơn để mà giải quyết, nhưng họ không trả lời. Rồi cuối cùng bắt dân buôn làng đi tù 14 nữa, còn bắt dân bên buôn Yại Mấp tù 4 nữa, tất cả là 18 nữa. Đó, mà đất trong đó là hàng nghìn hecta đất từ buôn Ea Sút của Bắc Anh Ông Ninh Đầm kéo đến tận buôn làng, kéo đến tận buôn Ea Mấp, hàng nghìn hecta, nhưng người thường chúng tôi không có một xào đất. Đó, công bằng chỗ nào, văn minh chỗ nào? Dân bản địa không có đất, nói là chúng tôi bán, chúng tôi không bán, nên chúng tôi đòi lại, nhà nước bắt bỏ tù chúng tôi. Cho nên từ chỗ đó dân của chúng tôi rất là bức xúc. Xảy ra cái vụ 11 tháng 6 2023 là từ cái vụ đó. Giờ này anh Đặng Phạm Xuân lại chửi bới, nói là thằng tộc này thằng tộc kia, nếu không ở được Đắk Lắk thì tốt nhất hãy về Bắc Kỳ đi. Chỗ Đắk Lắk là chỗ chúng tôi. Chính ông Hoàng Trung Hải đã nói rồi, đất Đắk Lắk là một cái đất vắng chủ. Đó, nếu tôi có tiền tôi có thể mua. Ngoài Bắc Kỳ, ngoài Nam Kỳ, tôi không thể mua đất của năm tỉnh Tây Nguyên. Một cái nhà vắng chủ, nếu chủ nó quay về nó sẽ nổ, nhưng giờ này chưa đâu. Đó, giờ này lời của Hoàng Trung Hải nói là chính xác, quý vị ạ. Tại vì ở đâu không có nhà, như chim mất tổ rào rạt bay, buộc chúng tôi phải bay sang lãnh nạn Campuchia, Thái Lan đó, để chúng tôi kêu cứu. Không biết làm gì nữa, nhà của chúng tôi đã bị ủy hết rồi nếu có nhà. Còn nếu chúng tôi theo đạo Tin Lành như là thầy mục sư, thầy truyền đạo, thầy mục sư Y Cách Buôn Giá, ngay tại làng Đặng Phạm Xuân đây này, đó, không xa bao lâu đâu, không xa bao đâu, Đặng Phạm Xuân cũng xã Yà Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Y Cách Buôn Giá cũng là xã Yà Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cũng nằm tại đó. Nếu đi theo đạo Tin Lành cũng bắt bỏ tù. Nói chúng tôi theo đạo Fuluro. Fuluro là ai? Fuluro là Aga. Đó, Aga là mục sư, không phải là Fuluro. Fuluro đã đi Mỹ vào năm 92, kết thúc rồi. Quốc tế không công nhận và không nhắc đến Fuluro. Quý vị hiểu chưa? Đó là Fuluro. Còn giờ này Đặng Phạm Xuân cũng nhắc đi nhắc lại là Fuluro, thằng tộc phản động lưu vong. Nếu không ở được thì tốt nhất cút về ngoài Bắc là tốt hơn. Đất Tây Nguyên là đất của chúng tôi, như Hoàng Trung Hải nói. Hoàng Trung Hải đã nói rồi. Mấy người chửi bới, nói là người biểu tình 201, 204, mấy người trong đó toàn đi chân bò, không biết mưu tê gì hết. Nhưng không phải thế, Hoàng Trung Hải đã nói. Bác nói là trong đó có cả thành phần bác sĩ, chứ không phải là không có. Nếu tôi có tiền mua đất
tôi mua ngoài Bắc hoặc ngoài Nam, tôi không mua vào 5 tỉnh Tây Nguyên. 5 tỉnh Tây Nguyên, nếu chủ đất quay về, có một ngày nó sẽ nổ. Quý vị đã biết chưa? Nó đã nổ vào ngày 11 tháng 6, 2023. Chết mấy người rồi. Đó là mở đầu một cái cuộc nổ. Sau này, nếu cứ kéo dài mãi, bóc lột, đàn áp, mồm cứ nói là ưu tiên các dân tộc thiểu số, xây nhà, xây cửa, rồi trang trại này, trang trại kia, nhưng thực chất thì không có, đi học không có việc làm. Dân của chúng tôi càng ngày càng tăng lên, đói, nghèo, khổ, rồi không có công ăn việc làm. Mà đất đai màu mỡ biến thành nằm trong tay của chế độ Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi không có gì hết. Còn chê cười chúng tôi nữa, dân tộc Hôi, dân tộc Hán, dân tộc ngu, đó là nếu chúng tôi chửi quý vị như thế có được không? Có nghe được không? Buộc chúng tôi không có con đường nào khác. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói. Nói sao? Nếu giặc Pháp lần tới, chúng ta càng nhẫn nhượng giặc Pháp càng lần tới. Thà chúng ta hy sinh tất cả, chúng tôi cũng vậy. Có xà gạt dùng xà gạt, có xẻng dùng xẻng, có cái gì dùng cái đấy. Chúng tôi bây giờ là như thế, có cái gì phải dùng như vậy thôi. Tại vì các ông bóc lột quá, các ông đàn áp quá. Nếu chúng tôi xây nhà lấy xây ủy như cái chị bên Buôn Lê ủy đi đó, rồi đổ rác thải vào Buôn Em Tá, chúng tôi ngăn cản không cho, rồi đánh đập cả trẻ thơ lẫn người già, gãy chân gãy tay, cả cây bà có bầu dí vào điện, điện dí. Nếu chúng tôi thực hiện cái chính sách của chúng tôi, nếu chúng tôi có nhà nước đề gà, chúng tôi làm tương tự như quý vị như vậy có được không? Rồi bắt quý vị bỏ tù 18 năm tù như Y Nguyên Cunul, về tù, man hàn tù, chết, quý vị có chịu không? Từ cái chỗ đó, dân chúng tôi không chịu đựng được nữa. Buộc ngày 11 tháng 6, 2023. Đó, quý vị đã biết rồi. Tôi xin nổ. Nổ là sao? Hoàng Trung Hải nó nói trước rồi. Hoàng Trung Hải đã tuyên bố rồi cái đó. Sinan ji chang klenan hồi này nạc đi gà chi chang amalo di gud amalo di tu nhùm to hoya nhùm cha hoya sinan ji chang klenan amrik lạch lè dre amo mo dọ khung bố ô ji chang anak yang buồn anak buồn sang dre mo hui ô yuan tự cho sẽ sinan dre cập lang si ra đam kra câu cơ đi im biết hoặc hoàn tuần đầm lọ bị ngã tăng cấp. Rang gang nuk nam, dik yang mang bay sang